băng chích, cục băng chích trong băng nghe nè, trong băng chút xíu sẵn lấy thẻ, bên kia đang lấy cuồng dế, bên này đang lấy cuồng dế nghe nè, bên đây là cuồng quắc, lấy cuồng quắc nha, quắc chỉnh cho nó chậm một xíu, dế cho nhanh lên xíu, ở đây là còn cuồng chích, chích dế này. Đây là con chích. Cái dòng máy mình quấn nè anh em. Hồng chiêu. Chích chích. Nó còn hoa già, đây đang lấy quắc. Khi lấy ra là bỏ trong cái băng về, lấy ra mới chuyển qua mấy thẻ. Mấy thẻ mà chỉnh ra chậm lẹ. Dừa, mức là dừa. Anh em nhìn thấy gì bên đây không? Thằng này là bỏ băng vô nuốt vậy nè. Nè. Băng thấy không? Nè, bỏ vô nè. Nuốt. Đó, muốn trở ra là bấm này nhảy ra nè. Đó, nuốt. Nhảy ra nè. Đó. Này gọi là đầu xe tải tự quẹt. Công suất lớn. Đây như đạn rồi. Tí này lấy ra ngon ok. Cuồng chích này là nói chung là mấy cái người hồi xưa, mấy người khoảng chừng 50 tuổi là mới bật tiền bối luôn á. Mấy người này nè. Rồi tính ra mấy cục băng hồi xưa tính ra nó cũ cũ nhưng mà được cái đường dây của nó thiệt là tốt luôn nha. Rồi mình sẽ lấy mắt xéo với cò cuốc với chằng nghịch. Chích này lấy 2 tiếng chích. Đây là máy lấy cuồng dế. Cái này là lấy cuồng quắc. Cuồng hay già lấy ra chưa rồi. Anh em đợi mình lấy tiếng ra nha.